Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của YoYo Gaming. Ngày hôm nay lại một clip về FPS. Và hôm nay sẽ là lý do đến 80% mà các bạn không lên được 90 FPS. Bây giờ mình sẽ tìm Blue Start này. Blue Start 90 FPS, mọi người tìm cái này cho mình nhé, vào trang web này cho mình. Đây là trang web của Blue Start và đây là trang web hướng dẫn bật 90 FPS trong Blue Start 4 và cả 5 luôn nha. Thì các bước ở trong đây mọi người cần phải làm theo. Yêu cầu về phần cứng tối thiểu mọi người phải có 8 GB nha mọi người. Và phân bố ít nhất là 2 GB, thì cái này nó còn không chính xác hoàn toàn đâu nha. Mình phân bố chỉ có 1,5 GB thôi. Mọi người có thể thấy cái clip 1 GB của mình là mình chỉ cần phân bố 1,5 GB thôi. Tối thiểu RAM thì mình nghĩ chỉ cần 4 GB thôi. Coin thì chắc là cần phải 4 coin á. Coin là cái gì thì mọi người sẽ tìm ở trong phần trên đây. Đây. Coin của mình là 12 hay là 6 rồi. Mọi người thấy không? Bước 1 các bạn phải tùy chỉnh RAM một coin đấy. Cái này thì, à đúng rồi, cái này thì RAM mình chỉnh 1,5 coin thì mình vẫn lên 4 coin nha. Mình không biết mấy của bạn sao, tùy vào CPU nữa nha. Và sau đó bấm lưu để rồi kích hoạt lại. Cách kích hoạt FPS cao thì mọi người cần phải kéo cái này. Một là mọi người kéo full luôn càng tốt, kéo full luôn 240 nha. Bật hiển thị FPS để mọi người có thể biết được FPS của mình. Thêm bộ profile mới cho thiết bị. Là ở phần thiết bị mọi người không để assert nữa, mọi người để không để ROG nữa, mọi người để xem assert nè. Đấy, cái này thì trong clip FPS 90 của mình có hướng dẫn. Đây là cái phần mà mình đã từ FPS 40 đến FPS 90 đấy. FPS 50 đến FPS 90. Nhưng mà cái này chưa phải là tất cả nha. Đây mọi người phải thay đổi ở trong phần thiết bị này, chuyển sang tùy chỉnh. Bước 4 này mới là quan trọng nhất mọi người. Mọi người phải có CPU. Một là CPU NVIDIA, hai là CPU AMD. Hiện tại thì mình là CPU AMD. Và nó có hướng dẫn cách mọi người chỉnh, như nó đã để ở trên hình. Vào Manga Body Setting, vào Profile Setting, chọn vào App Player, tắt cái Frame Single giới hạn FPS này đi. Ở bên AMD thì vào Add Game, vào Gaming, vào Add Game, chọn vào File Profile Blue Start, chọn vào HD.EC gì nè cho nó hiện ra được Blue Start. Vào đó tắt mấy cái phần này đi, nhấn Enter nó. Bước 5 khởi động lại và FPS của bạn là 90. Thật, hồi trước thì hình như là mình nhớ không sai thì mình chỉ mới làm tới bước này thôi mọi người, thì FPS vẫn không có gì thay đổi lắm. Mình chuyển sang làm bước này thì FPS có sự thay đổi, xong quay lại làm bước này thì nó lên được 90. Mọi người phải xem coi trong đây bước nào mà mình làm không được. Ví dụ như bước thường thì CPU mọi người ở trong cái kênh của mình nó thường là sẽ có ít người có gần màn hình, hầu như mọi người xài laptop. Vậy thì laptop làm sao mà lên được FPS 90? Nhưng mọi người hãy thử chỉnh để có thể nói là được FPS 60 trên laptop. Và cái bước mà mình lên FPS 120 là vào phần ODC. Mọi người vào Pro Data, vào Blue Sweat NXD, NXT. Mọi người hỏi không có cái phần Blue Sweat này đúng không? Thì mọi người phải bấm vào 3 chấm, mọi người bấm vào Option, mọi người vào phần View. Mọi người phải tìm được cái folder Option nè, mọi người vào phần View, mọi người chỉnh tất cả này giống như mình này. Show nè. Deep File Icon rồi. Show the Rewrite Letter nè. Rồi mọi người show hết mấy cái này cho mình. Đó, show hết mấy cái này. Show hết mấy cái này luôn đó. Chỉnh y chang mình là nó sẽ hiện ra cái phần này cho mọi người nha. Ở cái phần này mọi người bấm Ctrl F nè. Ctrl F. Mọi người gọi FPS Finder cái. Đấy, ở đây là cái phần cũng là liên quan đến FPS lắm nha. Đấy, FPS Mod Max.
mọi người tìm cái này mọi người, chính là 900. Ê, đừng xóa Finder. Thêm một cái nữa là ở dưới đây, FPS Finder Max 900 luôn. Thế là mọi người có thể lên được FPS 100 đến 102. Đây là cách mà mình đã lên được FPS và không có gọi là sai. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip, nhớ bấm like và subscribe. Mọi người hãy thử xem coi nó có lên được hay không. Nhớ để lại một like và subscribe nhé.